Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn phần mềm phi lề nhuận phần mềm hỗ trợ các bạn học câu hỏi trắc nghiệm ôn tập các môn ở vòng 1, kiến thức chung và tiếng Anh các bạn ôn tập vòng 2, môn chuyên môn nghiệp vụ các bạn dự tuyển công chức các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức các bạn tham gia dự kiểm định chất lượng đầu vào công chức các bạn có nhu cầu học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn các bạn hãy kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu nghị định 73 à, của chính phủ ban hành ngày 29 tháng 9 năm 2023 quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì thông qua cái tài liệu này học trên phần mềm các tài liệu khác hoàn toàn tương tự các bạn vào Google các bạn tải cái file nghị nghị định 73 này các bạn lưu sang file văn bản uh, trên máy tính của các bạn rồi mỗi khi học các bạn mở cái file này lên để chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm vừa học cái tài liệu nghị định 73 song hành cùng lúc như vậy các bạn mở file xong thì các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn gõ vào thanh địa chỉ là http dấu hai chấm gạch chiếu gạch chiếu hình thức trắc nghiệm chấm vn vì sao các bạn lại phải gõ thêm cái http dấu hai chấm gạch chiếu gạch chiếu rồi với đến tên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm vn vì trình duyệt trên máy tính của các bạn bây giờ nó bảo mật rất rất cao trên máy tính của các bạn nó sẽ có hai trình duyệt trình duyệt thứ nhất là http trình duyệt thứ hai là https phần mềm của thầy à, duyệt theo cái trình duyệt http à, không có chữ s sau khi các bạn gọi đúng tên à, giao thức rồi các bạn gọi đúng tên phần mềm các bạn ấn enter thì nó xuất hiện đúng cái giao diện như các bạn nhìn thấy trên màn hình nếu nó không xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn thấy thì các bạn đã gọi sai địa chỉ rồi các bạn phải gọi lại trong trường hợp gọi đúng rồi mà nó lại cũng không xuất hiện cái giao diện như thế này thì trình duyệt trên máy tính của các bạn nó đã lưu sai địa chỉ rồi. Thì các bạn phải làm như thế nào? Các bạn phải xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn, sau đó các bạn tắt in Windows, các bạn tắt nguồn điện máy tính, các bạn khởi động lại và xin cung cấp thêm thông tin cho các bạn là đối với máy tính kết nối nội bộ thì các bạn không đăng nhập được vì máy tính nội bộ chỉ cho phép đăng nhập các phần mềm ở trên uh, trên nội bộ của các bạn thôi, các các phần mềm khác không đăng nhập được các bạn có cái danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi. thí dụ các bạn có cái danh mật khẩu tại mục môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức thì các bạn để con trỏ tại ôn thi nâng ngạch công chức. sau đó các bạn nhập cái danh mật khẩu. khi có cái danh mật khẩu các bạn phải bí mật. vì sao là phải bí mật? người khác biết được đăng nhập phần mềm nó sẽ xung đột với các bạn, thì các bạn không đăng nhập được. À, vì vậy các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình. cái mật khẩu thì không dùng chung được. À, vì dùng chung nó sẽ xung đột vì thế mỗi một bạn là một ký danh mật khẩu vào đây các bạn học thì các bạn sẽ chọn những cái tài liệu để các bạn vật, vượt qua kỳ thi à, các bạn học chọn các tài liệu khác để khi có khi học xong à, thì các bạn có kiến thức các bạn thi đạt kết quả rồi à, các bạn trung tuyến, các bạn làm việc tốt hơn à, kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo thấy là các bạn phải học hiểu theo nội dung à, không thể học thuộc được vì thi trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên màn hình giờ các bạn không phải học thuộc đó à, như vậy là các bạn sẽ có năng lực tư duy năng lực ứng dụng kiến thức và thực tiễn là các bạn giải quyết được cái phương pháp học tốt nhất là phải hiểu nội dung à, kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì các bạn cũng làm được đó là phương pháp học tốt nhất thì kinh nghiệm dạy đại học thì giáo thấy các bạn học theo phương pháp đó là kỳ thi qua môn các bạn làm rất tốt bởi à, vì các bạn đã hiểu nội dung à, sau này ra trường các bạn công tác rất tốt à, kinh nghiệm là như vậy các bạn cứ bình tĩnh học từng tài liệu cái chất lượng câu hỏi để các bạn ôn tập là quan trọng lắm Thì chất lượng câu hỏi mang tính chất tìm hiểu Thì sẽ khó khăn cho các bạn Vì kỳ thi là phải phân loại được học viên mà Có đậu, có trượt Cho nên các bạn phải làm là câu hỏi thông hiểu, nhận biết Và câu hỏi mang tính chất phân loại học viên Đó, thì các bạn mới vượt qua được Bạn này hơn bạn kia Ở chỗ cái còn phải vượt qua kỳ thi hơn bạn nữa Thì các bạn phải làm là câu hỏi Trách nghiệm mang tính chất phân loại học viên Có bạn cũng hỏi thầy là em có một file câu hỏi em học có được không thì thầy thấy học thì cũng được nhưng mà cái chất lượng cái file đó thầy không có nên thầy không biết được cái chất lượng câu hỏi để các bạn ôn tập là quan trọng lắm đó các bạn phải chú ý xin cung cung cấp thêm thông tin cho các bạn à, các bạn để con chó tại mà, cái mục các bạn cần tài liệu các bạn nhấn nút trái à, sau đó các bạn bắt đầu làm bài sau các bạn chọn start rồi các bạn sẽ nhìn sang tay trái màn hình có chữ finish này à, các bạn nhấn nút trái vào chữ finish à, xem như mình đã kết thúc hoàn thành à, rồi sau đó chờ nó lót dữ liệu lên thì các bạn sẽ nộp bài kết thúc này nhấn vào nộp bài kết thúc này nhấn vào nộp bài kết thúc này sau đó các bạn đọc nội dung câu hỏi nội dung từng phương án à, các bạn soi cho kỹ vì nếu soi không kỹ thì các bạn sẽ à, thay sót các cụm từ để các bạn chọn sai ngay như vậy cái câu hỏi cho nghị định 73 này các bạn không không copy ra được vì câu hỏi này thuộc bản quyền của thầy rồi để các bạn phải chú ý nhé các bạn không không copy được đâu các bạn phải học trực tiếp trên phần mềm À, giới thiệu với các bạn như vậy à, tôi sẽ minh họa một số câu để các bạn à, thấy rằng cái phương pháp của thầy đưa ra là phải hiểu nội dung à, cho từng loại câu hỏi à, vừa học câu hỏi trắc nghiệm à, à, vừa à, đọc tài liệu là như thế nào thí dụ như các bạn đọc à, câu hỏi số 7 này à, vì lợi ích vì lợi ích chung là gì thì đây là một cái khái niệm à, giải thích từ ngữ thì phương án A, B, C, D, à, có à, các cái nội dung nó na ná như nhau vì vậy các bạn phải xem đâu là phương án đúng, đâu là phương án sai. À, thì khi đang học ở nhà, các bạn phải học cẩn thận để giải quyết câu hỏi này căn cứ điều 3. thì ở đây suy ra đáp án a. thì đây là loại câu hỏi mang tính chất phân loại học viên đây này, này. thì các bạn thấy là nếu như các bạn không soi kỹ từng phương án, thì lập tức là các bạn sẽ chọn nhầm ngay. À, vì vậy thầy đánh giá loại câu hỏi này mang chất phân loại học viên. À, thì các bạn phải mở cái file lên, các bạn tìm đến điều 3. thì các bạn thấy là điều 3 ghi là à vì lợi ích chung. Vì lợi ích chung là gì? Là vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng, của ngành, lĩnh vực địa phương, cơ quan, đơn vị mà không vì lợi ích cá nhân, Lợi ích nhóm à không à, có động cơ vụ lợi. Thì đây là nội dung đúng. Sau đó các bạn sẽ đọc phương án B vì sao sai, phương án C vì sao sai, phương án D vì sao sai. Thì các bạn soi thật kỹ, soi kỹ từng từ trong từng phương án sai để so sánh phương án đúng thì các bạn so sánh phương án B với phương án đúng là phương án A thì các bạn thấy nó thiếu cái từ cộng đồng đó thì phương án A có chữ cộng đồng này phương án B nó có đến cái chữ dân tộc là hết thôi không có chữ cộng đồng cho nên nó đang còn chưa đầy đủ cho nên nó là phương án sai phương án C vì sao lại sai nó sai ở đây là à, là của trung ương mà đúng của nó là của ngành lĩnh vực và địa phương thì phương án C nó sai này của trung ương đó. địa phương cơ quan đơn vị đó thì ở đây cái cụm từ này nó đúng nó phải là à, đầy đủ nhất là của à, của đấy, là của của à, ngành lĩnh vực đó ngành lĩnh vực rồi phải đến địa phương đấy ở đây là là của trung ương nó sai phương án D vì sao sai à, vì à, cuối cái cái cụm từ cuối cuối cùng ở đây là không có động cơ lạm dụng mà cái cụm từ đúng của nó là không có động cơ vụ lợi như vậy không có động cơ lạm dụng là nó sai ở phương án D. Như vậy các bạn tìm ra được các cái các cái phương án BCG vì sao nó sai. Đấy các bạn phải soi kỹ khi đang học ở nhà. Đây là các bạn rèn luyện kỹ năng tư duy, rèn luyện kỹ năng tư duy. Đó, thì là các bạn nhận diện ra được phương án nào đúng và nào nào sai. Kỳ thi chính thức diễn ra giờ về câu này là các bạn có phương pháp lựa chọn ngay. Đó, giới thiệu với các bạn như vậy. Đấy cho nên các bạn phải soi kỹ. À các bạn mà soi hời hợt, soi lướt là các bạn sẽ bị rớt lắm. Đó vì eh, các cái tài liệu văn bản quy phạm pháp luật nó thay đổi từng cụm từ là nội dung nó khác rồi vì vậy các bạn phải soi kỹ từng nội dung đó, cứ tương tự như vậy như vậy trên phần mềm hướng dẫn cho các bạn biết cái phương pháp làm rồi phương án nào sai có giải thích ở đây thí dụ phương án b nó sai vì sao đây phương án c vì sao nó sai Đấy, thí dụ phương án b nó sai vì thiếu được cái cụm từ cộng đồng soi phương án đúng đó là các bạn tìm ra được à, cứ như vậy là các bạn sẽ đọc từng loại câu hỏi trắc nghiệm để các bạn soi các bạn soi thật kỹ từ trên xuống dưới các bạn di chuyển con chó từ trên xuống dưới để các bạn tìm các câu hỏi trắc nghiệm hoàn toàn tương tự thí dụ như các bạn đọc câu hỏi này câu 39 này cán bộ thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu nhưng được cơ quan sử dụng cán bộ xem xét đánh giá đã thực hiện đúng chủ trương có động cơ trong sáng vì mục đích chung thì được À, biện pháp bảo vệ cán bộ nào à, thì ví dụ cái nội dung ở đây thì các bạn phải nhận diện rằng được là à, sẽ được bảo vệ là cán bộ à, bằng biện pháp nào thì phương án A là không xử lý trách nhiệm, à, theo, quy của, à, trách nhiệm à, theo quy định của pháp luật có liên quan phương án B loại trừ trách nhiệm theo quy định của pháp luật có liên quan phương án C được xem xét loại trừ miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định của pháp luật có liên quan phương án d là phương án a hoặc b hoặc c thì ở đây các bạn căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này chính là căn cứ khoảng 3 điều 11 suy là phương án b à, đây là loại câu thông hiểu các bạn phải hiểu được à, cái nội dung ở đây thì à, sẽ bị à, à, sẽ sẽ được bảo vệ bằng cái biện pháp là được loại trừ trách nhiệm theo quy định à, của pháp luật có liên quan được loại trừ trách nhiệm thế thì các bạn đọc ở đây cái cụm từ này nó không có cái từ cái cụm từ à, gây và gây thiệt hại đó cho nên nó không gây thiệt hại cho nên chỉ uh, được bảo vệ bằng cái loại trừ trách nhiệm theo quy định pháp luật còn nếu mà nó gây gây thiệt hại thì nó không được uh, chọn phương án B là loại trừ trách nhiệm theo quy định của pháp luật như vậy cái nội dung ở đây các bạn chú ý là không có cái cụm từ gây thiệt hại đối với câu sau các bạn đọc thì các bạn lại thấy là nó có cái cụm từ uh, thiệt hại Ví dụ câu 38 này các bạn đọc này à, là à, cán bộ thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo và không hoàn thành hoặc 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 chú ý chữ hoặc nhé, hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu đề ra và gây thiệt hại. Đó, thành bôi đậm cái chữ gây thiệt hại. So với câu trước là có thêm cái cụm từ gây thiệt hại. Nhưng được cơ quan xử lý cán bộ xem xét đánh giá đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng vì lợi ích chung thì được bảo vệ thì được biện pháp bảo vệ cán bộ nào thì chúng ta thấy ở đây có cái cụm từ thiệt hại cho nên chúng ta suy ra trong bốn phương án thì phương án a không bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật là có liên quan là bị loại trừ được. được loại trừ trách nhiệm theo quy định của pháp luật có liên quan thì ở đây nó có thêm cụm từ gây thiệt hại cho nên cái phương án b bị loại trừ phương án c được xem xét loại trừ miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định à, của pháp luật có liên quan thì nó nó được bảo vệ bằng cái giải pháp này thì nó, à, nó 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 nặng hơn cái cái giải pháp trên. Vì vậy chúng ta chú ý có cái gây thiệt hại. Cho nên chúng ta phải chọn phương án C trong câu này. Chứ còn phương án A hoặc B hoặc C bị loại trừ. Thì căn cứ khoảng 3 điều 11, chúng ta suy ra phương án C. Đây là loại câu hỏi các bạn phải thông hiểu vì sao lại C? Vì chúng ta chú ý có cái cụm từ gây thiệt hại. Đó cũng là cái mức bảo vệ thôi nhưng mà cái trường hợp gây thiệt hại thì bảo vệ khác mà trường hợp mà không có cái cụm từ gây thiệt hại ở cái câu 39 này thì bảo vệ khác à xin giới thiệu với các bạn như vậy là cái phương pháp học các bạn phải xoay kỹ từng từ là vì như vậy này à, thì chúng ta phải nhận diện được đâu là đúng đâu là sai vì sao đúng vì sao sai đó à, chúng ta phải 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 chú ý như vậy à, rất nhiều câu có dạng câu thì các bạn đăng nhập phần mềm để học thôi đó, rất, À, ta thầy là lướt cho các bạn xem, à, tùy theo từng dạng câu để các bạn đấy phương pháp chung là các bạn hiểu nội dung, và sau đó các bạn có phương pháp tư duy cho, cho từng loại câu hỏi trắc nghiệm à, để các bạn nắm. Hay là cái câu hỏi là kế hoạch đổi mới sáng tạo của người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ gửi đến ai để xem xét quyết định? thì phương án A người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, phương án B người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ cấp trên thì chúng ta chú ý hơn là có chữ cấp trên, phương án D, người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ cấp trên. Như vậy giữa trên và dưới sai khác nhau cái từ quản lý từ từ sử dụng. Phương án D, người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ. Thì ở đây chúng ta phải chú ý cái cụm từ là sử dụng. Thì đối với người đứng đầu là phải người phải chọn cái phương án người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ cấp trên. Đó, thì chúng ta suy ra đây là phương án B. Còn đối với cán bộ không phải là người đứng đầu thì thường là phải chọn cơ quan người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ đó thì các bạn thấy các bạn làm các bạn sẽ có một cái kiến thức để các bạn chọn các phương án và nếu các bạn chỉ đọc mình tài liệu không thôi mà các bạn không học câu hội trắc nghiệm thì các bạn đọc tài liệu các bạn hiểu rồi nhưng mà chưa học câu hội trắc nghiệm thì các bạn kỳ thi chính thức là các bạn lung tung bởi vì nó có các cái phương án đúng phương án sai các phương án sai nó cũng rất gần với phương án đúng thì các bạn sẽ dễ bị chọn nhầm vì vậy thầy khuyên các bạn là à, vừa học câu hỏi trách nhiệm vừa đọc tài liệu chứ các bạn chỉ đọc mình tài liệu không kỳ thi chính thức diễn ra là các bạn lung tung ngay Đấy, Đó là cái kinh nghiệm thầy giáo thấy như vậy Thí dụ các bạn đọc này à, kế hoạch đổi mới sáng tạo của cán bộ gửi đến ai thì như vậy là đây là các bạn có kinh nghiệm tư duy là các bạn phát à, các bạn tìm được ngay và thông qua học câu hỏi trách nhiệm là các bạn nắm lý thuyết rất là sắc và rất là sâu à, cho nên các bạn phải phải, phải vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học đọc tài liệu thì các bạn nắm rất tốt đó. chỉ giới thiệu với các bạn như vậy thế còn các loại câu hỏi có phương án a hoặc b để phương án a và b thì các bạn là phải chú ý cái từ logic a hoặc b có nghĩa là có a thì thôi b có b thì thôi a tức là có cái này thôi có cái kia có cái kia thôi có cái này hoặc có cả hai thì tốt đó. và a và b chẳng hạn thì chỉ khá đồng thời xảy ra với được thì các bạn phải chú ý uh, cái, cái loại câu như này À, cái từ logic à, giới thiệu thêm với các bạn như vậy các bạn muốn học lại cái mục này hoặc là học cái mục khác các bạn kích chuột vào mục một la mã này à, để các bạn quay lui thì các bạn học lại à, cái tài liệu này hoặc tài liệu khác à, để kết thúc phiên làm việc với phần mềm các bạn làm thế nào các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có hình người này nhấn nút trái sau đó các bạn chọn cái chữ thoát để thoát ra khỏi phần mềm đó là các bạn đã thoát ra khỏi phần mềm rồi các bạn dùng dấu chéo để tắt cửa sổ như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm .vn các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình chúc các bạn thành công